sờ lam lấp lánh và trong suốt. Đồng hành với chị hôm nay có một chị bạn của chị đã, chị đã mời đến đây, đó chính là chị Trang. Xin chào, hello các em. Hôm nay chị Trang đã được chị mời đến đây để thực hiện làm slam. Và chị cũng đã chuẩn bị ở đây những vật liệu sau. Đầu tiên là những hộp và đồ khuấy. Thứ hai là hai hộp lấp lánh màu vàng và màu xanh. Còn ba là dung dịch rơm miệng. Nếu mà bạn nào không có, chúng ta có thể chuẩn bị borax. Chúng ta dùng nước khuấy đều lên. Các bạn lưu ý là khi nào chơi xong là chúng ta nên rửa tay sạch sẽ, không borax có thể khiến cho độc hại đấy nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ chuẩn bị một phần nước ở đây, và cuối cùng đó chính là hồ. Hồ thì chị cũng đã thấy là ở đây thì mua hồ ở đâu cũng dễ, nên các em cũng không cần phải lo ngại gì nhé. Còn đây là hai lọ mà bọn chị đã làm trước, và có vẻ bây giờ nó đã cứng rồi nhá. Bây giờ chúng ta chuẩn bị làm thôi. Bây giờ thì chúng ta bắt tay vào làm nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ cho nước. Ui trời ơi, sao cái nước này đổ kiểu gì thế? Ủa đấy, hình như cái nước này nó bị trào rồi, nó gãy rồi sao ấy. Đấy, nó bị gãy ở đâu ấy, sao ấy, nó tự nhiên trào ra. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ cho dung dịch rơ miệng. Như các em vừa lấy chị Trang cũng đã nhắc với nhau, nếu chúng ta không có dung dịch thì chúng ta có thể mua borax nhé. Các em ơi, chị bị đổ hết cả ngửa rồi. Sau khi chúng ta cho dung dịch xong thì chúng ta sẽ khuấy đều. Chúng ta khuấy khi nào thấy bọt lên nhé các em. Nếu mà chúng ta vẫn chưa thấy bọt nha, chúng ta vẫn lấy chưa kỹ đấy các em. Đã thấy một ít bọt lên rồi. Các em lưu ý là nếu mà mình khuấy chưa đều là có nghĩa là tí nữa slime của chúng ta sẽ bị đóng thành cục rất dày. Nhưng cái hiệu lực làm nó bị khó hỏng thì chúng ta sẽ là rất kém. Sau khi làm khuấy đều xong, chúng ta hãy cho hồ nhé. Như bọn chị sẽ cho để bọn chị xem bọn chị làm có đúng không. Chị thì cho tí thôi các em ạ. Chị sợ chị sẽ cho, chị cho nhiều quá làm nó bị hỏng slam đó. Rồi sau khi bọn chị đã cho hồ thì bây giờ bọn chị sẽ ấy lên. Đó. Đó các em cũng đã thấy. Ui, chị không bị dính các em ạ. Nếu mà các bạn nào bị dính, các bạn lại nhúng lại trong nước nhé. Tại vì chúng ta đó, các em nên là làm, nếu mà các bạn nào từ lớp 2 thì có thể làm được tốt hơn các em lớp 1. Chị biết là các nhiều video khác thì người ta cũng đã hướng dẫn làm slam rồi. Nhưng đây là bọn chị làm theo cách dễ dàng nhất. Tại vì bọn chị cũng đã từng bán slam trong lớp rồi, có rất nhiều các bạn mua và yêu thích. Tại vì nếu chúng ta không có màu thực phẩm, chúng ta có thể dùng lớp lánh này, không nhất thiết là phải dùng màu thực hôm phẩm cho nên. Chị chỉ nói là làm slam trong suốt và slam lớp lánh. Nếu bạn nào mà thích slam lớp lánh thì về đội chị, còn về thích slam trong suốt thì về đội chị Trai nhé. Còn chị làm thêm slam lớp lánh màu xanh nữa, chị rất thích màu xanh. Bởi vì màu xanh biểu tượng cho sự hòa bình. Nếu tí nữa chúng ta làm xong slam rồi thì chúng ta có thể cho hồ vào, bởi vì nó có thể làm tiếp đi được. Làm lại rất nhiều lần đó. Sau khi chị đã nhúng vào nước thì bây giờ chị nó không còn dính nữa và nó rất là mềm. Và các em cũng thấy rằng có vẻ là mọi người rất để ý đến các slam khác, tại vì bọn chị không có màu thực phẩm nên bọn chị đã dùng bằng đó, kim tuyến này. Các em nhìn là nó thật là dai đúng không các em? Chị thích cái sờ lam này bởi vì nó rất là dẻo và dai các em ạ. Nếu mà các bạn nào thích thì like cho chị một like nhé. Và hay nhiều subscribe. Bây giờ chị đã làm xong sờ lam trong suốt rồi. Sờ lam của chị thì
mới làm xong một phần thôi, còn bây giờ đến có vẻ slang của chị Hồng thích hơn. Chị thì không biết, nhưng mà nếu các em có thể làm ở nhà thì cũng thấy là nó chị rất là chăm hơn đi mơ, các em ơi, chị chăm hơn đi. Đó, các em nhìn thấy không, nó rất là dẻo. Và sau đây thì nếu mà chúng ta đã thấy sườn lam có hiện tượng là nó đã dẻo ra và không dính tay nữa, thì chúng ta có thể cho màu thực phẩm này, hoặc là lấp lánh, hoặc là cứ để nó trong suốt cũng được các em nhé. Chứ trong suốt tốt hơn. Nếu mà các bạn nào hay bị bẩn tay ý, thì chúng ta hoặc là bố mẹ không cho phép thì cho những chơi những màu trắng ấy, thì chúng ta có thể làm chơi sườn lam trong suốt. Chị sẽ làm sườn lam màu xanh. Đây là màu xanh chị từng làm này, khá đẹp nhỉ. Rất đẹp luôn đó các em ơi. Chị bực cái lớp này mà chị gãy cả móng tay rồi các em ạ. Có vẻ cái này khá cứng nhỉ, chị thử xem. Sườn lam của chị Hồng rất thích đó các em. Sườn lam của chị đây rất bé mà nhưng nó lại rất đẹp. Chị cũng rất thích màu xanh nhé, nhưng hôm nay chị sẽ làm khác màu. Chị Hồng làm màu vàng, tại vì chị Hồng đã dùng màu xanh rồi, chị sẽ dùng màu vàng, tí nữa chị sẽ dùng màu xanh sau các em ạ. Chúng ta sẽ nhào sờ lam ở chỗ không nước nhé, tại vì nếu mà nước chúng kim tuyến có thể sẽ bị ướt, và nó sờ lam cũng chúng ta sẽ bị dẻo quá nhé. Đó, sau khi chị đã nhào lớp lánh màu xanh thì nó đã đẹp hơn rất là nhiều đúng không các em? Đúng rồi, tại vì các loại màu thì đẹp hơn. Tí nữa đây là mẹ chị làm đầu tiên nên chị rất thích có lớp lánh, nên nếu mà các em không thích thì có thể làm trong suốt, tí nữa chị sẽ làm trong suốt sau. Bạn nào mà không thích thì hãy comment bên dưới nhé để cho bọn chị biết. Nếu mà các bạn nào có cách làm khác, hay là nếu mà chúng ta không thích điểm nào thì chúng ta hãy chia sẻ bên dưới nhé. Nếu mà các bạn đã thích video này có thể subscribe và like, có thể chia sẻ nữa. Chúng ta cũng có thể làm thử. Làm thử cái này thì các em cũng chị thích ở điểm này là nó rất là dai. Và nếu bọn mình có thể thử làm cái làm mà không cần với nhiều đồ phức tạp. Nếu chị thấy ở các video khác thì người ta hướng dẫn thì phải có kem đạo râu đấy các em. Đó, chị đã làm xong này các em. Bây giờ chúng ta làm tiếp thôi là Hồng. Bây giờ sau khi xong thì chị sẽ để ở đây. Các em lưu ý rằng không để slime ở ngoài, nó sẽ bị khô đấy nhá. Các em nên nhớ là để slime ở ngoài quá lâu thì nó sẽ không được tốt đâu nhé. Và nó có thể cứng lại, các em sẽ không chờ được lâu. Đúng rồi. Chắc là video sau chị sẽ làm về các đồ chơi hoặc là ăn thử. Chúng ta cũng tương tự như bước 1, chúng ta sẽ lấy hồ ra. Thì slime là rất dễ, tại vì trong suốt. Còn chị Hồng là rất thích lấp lánh. Bạn chị cũng đã tưởng làm slime nhưng làm rất cầu kỳ mà chị thấy á. Hôm trước nha, bọn chị làm á, hỏng hết luôn, tốn hết bao nhiêu là hồ. Trừ một video nào đó chị sẽ hướng dẫn các em slime mà làm theo cách của bạn chị nhé, nhưng phải để chị thập ở nhà các em ạ, bởi vì chị vẫn chưa quen với việc này nên chị có thể sẽ làm slime hư với các em ạ. Tại vì bọn chị mới làm thôi, tại vì cũng mới đó. Bọn chị làm mới được một tuần thôi, có lúc mà hỏng là phải đổ đi rất là tốn, còn slime này cũng các em nên nhớ là chúng ta nếu muốn mua các vật liệu này chúng ta phải xin phép bố mẹ và xin tiền bố mẹ nhé, đừng có lấy của bố mẹ là bố mẹ sẽ mắng các em đó, bởi vì bọn chị cũng là phải xin phép bố mẹ thì mới được mua cái này và thực hiện video cho các em xem đó. Video sau sẽ là một đại chiến bất ngờ đấy các em ạ. Có thể là ví dụ như các video khác là mọi người rất thích ăn kẹo này, bánh kẹo mới của một shop mình này, còn riêng bọn chị là không có shop, nhưng bọn chị sẽ cố gắng tìm những
thứ ngon mà thích giới thiệu cho các bạn và các em nhé. Các em nhìn thấy không? Nó rất là đẹp đúng không các em? Chị cũng thấy. Chị thấy các bạn ở các video khác cũng đã bình luận là chị ơi, bởi em cho quá nhiều nước nên sườn lam bị hư. Chị ơi, em cho ít nước quá nên sườn lam bị hư. Xong rồi các bạn thì phải là em cho nhiều hồ quá sườn lam bị hư. Thì các em hãy làm theo cách này này. Đó, khó mà sườn lam có thể hư được đấy các em. Rất trong suốt và rất đẹp các em ạ. Có vẻ các bạn rất thích những video của mọi người. Tại vì đây bọn chị chỉ thực hiện lại thôi. Tại vì bọn chị cũng đã từng làm ở các lớp rồi. Nhưng do là bọn chị thiếu hồ nên bọn chị cũng đã bảo bố mẹ xin cho ít tiền, để khoảng tầm 10-20 nghìn gì đó để bọn chị mua dung dịch thôi. Nếu bạn nào thích ở video này thì hãy bình luận bên dưới để xem. Bạn nào thích chị Trang thì ở video sau chị Trang đến quay video của nó em nhé. Nếu mà các bạn không thích có thể là nói với chị Hồng. Tại vì các bạn biết là các học sinh quay video cũng không được mọi người thích cho lắm. Còn như các người lớn giống như chị Thơ Nguyễn rất là được nhiều các bạn yêu thích. Chị làm bởi vì chị Thơ Nguyễn được nhiều người yêu quý mà. Chị Thơ Nguyễn cũng khá thân thiện nhỉ. Các em hãy cẩn thận với việc này nhá, bởi vì nó có hơi một chút bẩn một tí nên các em phải cẩn thận, sau là ba mẹ sẽ mắng nó. Và chúng ta cần phải lưu ý một điều rất là nhiều này, là khi mà chúng ta nghịch chân bàn xong chúng ta phải lau luôn sau khi làm xong, không thì slime sẽ dính vào bàn, bàn sẽ bị hỏng. Có vẻ slime thì hơi đắt một tí nhưng không sao, chúng ta thì có đây slime của chị đây. Slime của chị thì cần cho thêm một ít nước thôi là nó có thể nhào và nó sẽ mềm trở lại. Nếu chúng ta thấy slime cứng quá thì chúng ta lại cho vào nước nhé. Tại vì chúng ta nên không nên cho ít hồ quá mà cũng không nên cho nhiều hồ quá, chúng ta nên biết ức đó, lượng. Các em nhìn này, slime rất là dai. Chúng ta cho cái chị để một và không bị dính nhá. Nhưng chúng ta không slime này không bị dính đâu các em ạ. Nhưng chúng ta cần lưu ý là bạn nào không quen chơi slime không nên tự ý nghịch slime để có thể nó sẽ bị dính vào tay thôi. Và sẽ không và sẽ không bị hỏng quần áo. Cũng như chị và chị Hồng có từng cho vào quần áo thử xem rồi đã bị dính và rất bẩn quần áo, nhưng may là cả quần. Bây giờ chị sẽ làm lần thứ ba nhé các em. Bây giờ chị Hồng sẽ làm slime trong suốt. Chị Hồng có vẻ làm rất nhanh, còn chị đang phải xem cái slime này có bị hỏng không. Chị sẽ cho hết lọ hồ luôn. Ôi trời ơi. Các em có thể làm slime này và mang đi bán đấy các em. Nếu các em thấy cảm thấy mình thích có thể bán được nhé. Và chúng ta thấy chúng ta làm rất là đẹp, có thể là không đẹp cho lắm chúng ta có thể bán cho những người thân của bạn mình. Đó, chị đã vớt lên một cục slime trong suốt. Chúng ta lưu ý là khi chúng ta bóc hồ ấy là chúng ta không nên khuấy lâu, có nghĩa hồ nó sẽ tan luôn ra, nó sẽ không làm cục lại nhanh. Bởi vì đây là cách mà làm đơn giản nhất nên các em vẽ làm cách này mà không cần phải khuấy hồ. Còn cách phức tạp thì nó phải khuấy hồ đấy các em ạ. Tại vì theo cách của bạn chị như là khuấy hồ trước hay sao ấy. Tại vì chị nhớ mang máng thế. Tại vì bạn chị cũng từng bán slime rồi bị hỏng nên bạn chị đã vớt rất nhiều và rất tốn hồ ấy các em ạ. Các em ơi, nếu chúng ta muốn bán hồ thì chúng ta hãy chọn một cái giá để thật bán slime thì được mọi người yêu quý nhá. Đừng có bán đắt ngay từ đầu, bởi nếu bán đắt ngay từ đầu người ta sẽ không ủng hộ chúng ta đâu. Chúng ta có thể nên là bảo mọi người là hãy mua ủng hộ, tại vì chúng ta làm cũng không phải là làm rất tốt, giống như các hãng slime khác như Kiki Waka, Kiwi Slime, nên chúng ta cũng không được mọi người yêu quý cho lắm. Nhưng chúng ta hay bán cho các bạn trong lớp thôi nhá. Chị nghe rằng là chị Trang rất là thích yêu quý các em đấy. Nếu các em thích chị Trang hãy cho chị một like nhé. Đó, các em nhìn thấy chưa, nó rất là dai. Nếu bạn nào làm mà chưa thấy dai thì ôi, chị bị dính cái tay rồi các em ơi. Nhưng không sao, chúng ta cần nhúng vào tay nhúng vào nước mà chúng ta đang pha rồi. Chị nghe mang máng ở trên các trang khác thì người ta cũng bảo là có hạt the đúng không chứ? Hạt the để chữa slime.
là cái khác, còn Borax là cái khác nhé các em nhé. Tại vì hàn the là chị hậu bạn chị dùng nên nó đã bị hỏng rồi, nên chúng ta cũng không nên dùng hàn the nhiều quá, nó có thể ăn tay đấy, nên chúng ta nên dùng Borax nhé. Chúng ta làm theo cách hay nếu không các em, nếu mà chúng ta mà làm không ôn tốt thì chúng ta cũng không sao. Nếu mà bạn nào thấy số làm cứng cứng này, nếu nó không được dẻo mịn thì các em lại nhúng vào nước và xong rồi các em ấy lên là nó sẽ dai ra và nó có thể ấy đấy các em ạ. Đây là như số làm thấy thì nó có thể dẻo dai ra đấy. Như số làm bạn... đầu tiên của chị làm rất là cứng này. Người ta nó hơi... Các bạn ơi, chị thấy nhá, rất nhiều các bạn chị nhá, suốt ngày bị cứng này, bị dẻo quá này là vứt đi luôn, không để lại. Chị bảo là các bạn cậu ơi để lại cho tớ để tớ sửa cho. Chị cũng bảo là bạn chị cứ bảo là không không vứt đi chứ hỏng rồi giữ lại làm gì cho tốn ra. chắc là mùa hè bọn chị sẽ ăn thử kem các em ạ, tại vì mùa hè ai cũng thích ăn kem, tại vì kem nó làm cho chúng ta mát hơn này, nhất là chị rất thích ăn kem Milo. Các em slime của chị rất là trơn các em ạ. Nếu mà chúng ta không chờ thật kỹ và thì nó thấy là nó rất là trơn mát tay nữa. Chị đa số là chị thấy các cửa hàng bán slime là đã có nhiều kinh nghiệm trong slime, còn đây là bọn chị thì làm để cho bọn chị chơi và các bạn đây là bọn chị chỉ hướng dẫn làm cách đơn giản thôi chứ không phải là làm như mọi người khác, tại vì bọn chị cũng không có nhiều kinh nghiệm trong slime nên bọn chị thì học tập mọi người để có thể làm. Bây giờ cái này của chị hơi cứng cứng này các em, nên chúng ta bắt đầu cho một ít nước nhé. Này chị Hồng, đây tôi cho. Đây chúng ta sẽ nhào đều nhá để cho hết nước trên bàn. Còn đây là slime của chị làm xong. Bây giờ chị phải đổ thêm nước vào. Chị thấy là có một số bạn thì rất là thích màu xanh đậm như thế này, nhưng đối với chúng ta thì chúng ta nếu chúng ta không thích thì chúng ta cho nhạt đi, như chị Trang này này, chị Trang đã cho nhạt đi ấy, các em ạ. Chúng ta nên dùng nước lọc nhá, chúng ta không nên dùng nước lát giống như chị Hồng đã từng dùng nước lát đã bị hỏng đấy. Chúng ta nên dùng nước lọc nhá, nước lọc mới làm được chứ nước lã mà làm là chúng ta có thể bị hỏng đấy, không làm được đâu các em ạ. Tùy bạn, nếu mà bạn nào dùng nước lá quen rồi cũng có thể làm được thì chúng ta nên dùng nước lá để cho nước tốn. Chị đã thể kéo ra lại các em slime thật là xốp. Bọn chị cũng đang định làm slime xốp nhưng bọn chị chưa tìm thấy xốp, tại vì do là bọn chị rất bận đi học nên các em ơi làm. Nếu chúng ta dành thời gian thì chúng ta sẽ xem video của bọn chị nhá, bởi vì bọn chị thấy là có bây giờ các em lớn rồi học rất là nhiều, học một ngày không biết bao nhiêu tiết luôn, học từ sáng đến chiều, có khi có bạn lại còn phải đi học thêm từ sáng đến tối luôn, học có khi còn phải không có thời gian để chơi, nên các em đừng lo, chúng ta có thể học nhưng chúng ta có thể bảo ba mẹ là ba mẹ ơi con học phải có thời gian chơi nữa. Chúng ta có thể là ba mẹ chúng ta bảo không con học đi chăm ngoan vào bố mẹ sẽ cho chơi, nhưng nếu mà bố mẹ chúng ta nói thế, chúng ta hay bảo bố mẹ là con sẽ sắp xếp để đi học, bố mẹ cho con chơi một tí chị sẽ nhào nhá. Ui chị Hồng đang trộn hai slime vào đó. Bọn chị cũng đã từng làm slime theo cách của bạn chị, cuối cùng kết quả là bị cứng đó các em. Chị đã nhào rồi này. Ôi trời ơi, như video hôm trước thì các em cũng đã thấy là chị làm slime, chị đã giới thiệu những đồ chơi của chị và hướng dẫn bôi kem bao giờ đâu bôi kem. Chị hôm nay thì chị hơi khiêm tốn một tí là chị sẽ không nói nhiều, nhưng hôm nay chị Trang chị là bạn mới đến nên chị nói rất là nhiều đấy các em ạ. Chị thường là tự tin trước đám đông nhưng chắc là khi nào lên mà quay hình là chị bắt đầu rất run, tại vì sao, tại vì chị không quen. Vừa nãy chị Trang đã nói với chị rằng Hồng ơi tớ run lắm chả biết lên YouTube như thế nào đây, không biết các em hay là các bạn có ưa thích mình không. Chị còn chị Hồng nhá, cứ bảo chị là đừng có lo cái gì hết, tớ lên YouTube rồi mà. Rồi chị Hồng cứ bảo nhanh lên cần quay rồi, nhưng chị rất lo nên chị Hồng đang mắng chị là sao lại cứ sợ ngồi co ro ở đấy thế, lạnh à hay là sao. Thế với chung chị trả lời là tớ sợ quá.
Chị cũng chưa bao giờ thật quay các video. Em cũng đã thấy là các video khác của bọn chị cũng đã bọn chị cũng rất là hâm mộ chị Thông Nguyễn đúng không? Chị Thông Nguyễn là fan hâm mộ của các em đúng không? Bởi vì sao fan hâm mộ các em là người hâm mộ các em chứ? Là fan hâm mộ mà người hâm mộ của các em có bạn đúng không? Các bạn và các bạn em. Nhỏ là rất thích chị Thông Nguyễn. Chị Thông Nguyễn cũng có mở một cái shop nhưng mà chị cũng chưa biết là chị có thể mua hàng được không, bởi tại vì bọn chị thấy shop thì chị Thông Nguyễn bán khá đắt, cũng khá xa đó. Bọn chị thì lo xa thôi, nếu mà gần đây bọn chị sẽ mua nhiều về thì ăn thử nhận luôn, giới thiệu với các em luôn. Nhưng đó, chị đã làm được một cái slam rồi này các em. Nếu chúng ta mà để slam ở ngoài quá lâu thì slam sẽ bị cứng lại và không thể chơi được nữa đâu các em ạ. Và chúng ta lưu ý một điều rằng khi chơi xong chúng ta cắt ngay vào trong hộp nhé. Đây, chị sẽ cắt cái này vào màu vàng. Cái này. Các em biết rằng là nếu mà chúng ta không được các bạn yêu quý ấy, thì chúng ta cũng không thể bán được một thứ gì mà cũng không thể giới thiệu được cho các bạn biết. Ồ, ở lớp chị nha có một nhóm làm chung với nhau ra rất là thích. Các bạn phối hợp với các mọi nhau rất là ăn ý và làm đồ đã làm sáng tác ra giống như cái vòng này. Bằng video ngày mai chị cũng đã hứa hẹn rằng chị sẽ có thêm một người nữa để quay video cùng và một đại chiến không, một đại chiến về các loại kẹo hoặc là kem hay bánh gì đó ấy. Nhưng mà hình phạt của chúng ta thì bọn chị vẫn chưa nghĩ ra. Đúng rồi. Ngày mai thì các em hãy đoán chờ video sau. Còn bị slam từ lúc nãy giờ chị làm thì nó cũng đã dẻo và sắp cứng lại rồi các em ạ. Bởi vì bọn chị để ngoài quá lâu mà. Ui, đây là màu nhạt thì các em. Bọn chị hứa hẹn là ngày mai chắc là khoảng tầm sáng bọn chị đã quay video rồi. Tại vì buổi chiều bọn chị phải đi học tiếng Anh. Tại vì hiện tại là bọn chị phải đi học tiếng Anh rất là nhiều. Tại vì cũng bọn chị cũng phải đi thi các cuộc thi về tiếng Anh, chắc cũng phải có câu hỏi tiếng Anh trong đó đó. Tại vì bọn chị cũng rất vui khi được đi ăn nhà hàng Việt Nam. Tại vì cô lớp bọn chị đang tổ chức đi ăn, nhưng bọn chị cũng không biết là có đi ăn vào các hôm mà bọn chị đang chuẩn bị quay video cho các bạn và các sau em xem không. Sau khi thì bọn chị đã làm video xong thì đã làm xong slam thì bây giờ bọn chị sẽ bye bye các em. Bye bye các em. Một cái mình. Thế số pin yếu. Pin của mình đến đâu? Chết đi. Nhanh không ạ? Chị tự nhiên. Nói chị tự nhiên dừng. Nói không kịp. Hello, mình có vẻ chị Hồng đang rất bận, tại vì chắc là chị Hồng đã bây giờ đang phải đi tắm rồi, tại vì chị Hồng cũng phải về luôn để đi tắm. Nhà chị Hồng ngay cạnh bên này thôi, không có 6 bi. Nhà chị Hồng thì ngay cạnh bên này thôi, còn nhà chị cũng khá xa đó. Nhưng chị cũng rất cố gắng để đến đây với các em. Năm sau chị nghĩ là chị vẫn được đến đây. Nhưng khi nào chị Hồng quay video không có chị, có nghĩa chị đang phải đi học cũng như là về nhà cũng như là đi du lịch rồi. Chị Hồng bye bye các em, nhưng từ từ nhá, nhớ đón chờ video của bọn chị tiếp theo nhá. Tại vì có vẻ bây giờ mẹ chị Hồng đã về rồi. Bye bye.